Bạn đã nghe qua lần nào chưa? Việc ở bên Trung Quốc thanh toán điện tử rất là phát triển, tới nỗi người ta ra đường không có dùng tiền mặt luôn. Thật hư là như thế nào vậy hả? Hi, nhờ xin chào mọi người, mình là Juju. Hôm nay tôi sẽ dùng tiền mặt đi thanh toán xem người ta phản ứng như thế nào nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nhưng mấy ở xin chinh à? Ờ. Cho tôi chả? 十块，看钱财，看钱财，一百了啊，能扫吧你？我没有支付宝，微信也可以，没有微信支付，啊，是真的。 Gặp cái của ông ra thể thống gì này, kiểu nào không mua là không được. Nếu mà tiền mặt thì hả? Cái tao ông này đang chỉ cái mã QR, ý là kêu mình quét mã thanh toán. Bộ anh muốn là được hả? Vì tôi chịu anh quá nên anh hư đúng không? Kết luận là nếu có cơ hội qua Trung Quốc đi du lịch, việc chỉ có tiền mặt cũng không có sao, nhưng hơi bất tiện, đôi lúc là rất là mất thời gian.